Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ ba ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,12%, giao dịch ở mức 1935,99 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 104,20 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm giao dịch ở mức 25.778 đô la Mỹ trên một bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng với tỷ lệ tăng khám hạnh là 0,80%, giao dịch ở mức 4,208% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 85,75 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên địa trường vàng trong nước, thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong phiên này suy yếu trong bối cảnh nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh gia tăng, nước Mỹ bước vào ngày nghỉ lễ lao động. Cụ thể, đầu ngày hôm nay mùng 5 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới đứng quanh vùng giá 1938 đô la Mỹ trên ao, giảm 10 đô la Mỹ trên một ao so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 1948 đô la Mỹ trên một ao và đến thời điểm hiện tại thì tiếp tục suy giảm nhẹ. Thị trường vàng thế giới biến động không nhiều khi mà nước Mỹ rơi vào ngày nghỉ lễ lao động. Theo đó thì tại thị trường châu Âu và châu Á, nhà đầu tư có phần hạn chế giao dịch, giá vàng trên thị trường thế giới không có điều kiện để đi lên. Trong khi đó, ta hội thảo diễn ra xuất sắc do Trung tâm Kinh tế và Tài chính châu Âu tổ chức, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB bà Tritin Lagarde phát biểu rằng lạm phát vẫn còn quá cao ở khu vực đồng euro. Chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Điều này khiến cho thị trường lo ngại tình hình kinh tế châu Âu ngày càng ảm đạm, thúc đẩy giới đầu tư tài chính tăng nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh, giúp đồng tiền này tăng giá trị so với đồng euro. Giá vàng trên thị trường thế giới gánh thêm sức ép đi xuống. Tuy nhiên thì về mặt xu hướng của giá vàng, các nhà phân tích hiện tại đang theo dõi chặt chẽ thị trường lao động vì nó có thể xác định khi nào ngân hàng Trung Mỹ ngừng tăng lãi suất. Fed đã nói rằng họ sẽ cần coi sự chậm lại trên thị trường lao động là điều kiện để chấm dứt chu kỳ thắt chặt hiện tại. Randy Smallwood, giám đốc điều hành của Wharton Precious Metal và chủ tịch hội đồng vàng thế giới cho biết rằng vàng tiếp tục khẳng định là một kho lưu trữ giá trị toàn cầu, thu hút một thế hệ nhà đầu tư mới. Người qua giai đoạn biến động chưa từng có. Theo Smallwood nói thêm rằng, Hội đồng vàng thế giới đã nhận thấy sự quan tâm đáng kể từ các ngân hàng trên toàn thế giới đến việc số hóa vàng vật chất. Ông cho rằng sự mờ nhạt của đồng Bitcoin trong suốt năm nay có thể cho phép vàng tỏa sáng trên thị trường kỹ thuật số. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay thì mặt hàng vàng miếng SJC trong nước thì đồng loạt đi xuống ở hầu hết các hệ thống kinh doanh. Còn với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì hầu như là không có nhiều điều chỉnh về giá. Cụ thể với công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 67,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,17 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 67,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,15 triệu đồng trên một lượng, giảm 100 000 đồng trên lượng ở chợ bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty này thì mua vào mức 56,25 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,25 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào mức 56,25 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,35 triệu đồng trên một lượng. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm mạnh, giảm 18 đồng trên 1 đô la Mỹ. Hiện tại niêm yết ở mức 23.959 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì không có điều chỉnh, được mua vào mức 23.870 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.240 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.110 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.200 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có thay đổi về giá sau khi tăng nhẹ 10 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào. Chiều bán ra không có thay đổi trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng ETC tại 3 thành phố lớn. ETC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 755 nghìn, bán ra 6 triệu 815 nghìn, giảm 100 000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi hay là giảm 10 000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Trình lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600 000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.755.000đ, bán ra 6.817.000đ, giảm 10.000đ 10 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi nào. PING Hồ Chí Minh và PING Hà Nội mua vào 6.755.000đ, bán ra 6.820.000đ, giảm 5.000đ ở chiều mua, giảm 10 000 ở chiều bán.

Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng SC mua vào 6 triệu 770.000, bán ra 6 triệu 810.000, tăng 5.000 ở chỗ vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 710.000, bán ra 6 triệu 820.000. Giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 20.000 ở chiều bán. Ngân hàng Tepengol mua vào 6.745.000, bán ra 6.825.000, giảm 15.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.755.000, bán ra 6.817.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm nay cũng được điều chỉnh giảm 100 000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là giảm 10 000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữ chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đã được rút ngắn xuống còn 600 000 cho đến 660 000 đồng trên một lượng và đang được niêm ít như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6 triệu 755 000 bán ra 6 triệu 817 000 STC Huế mua vào 6 triệu 000 bán ra 6 triệu 683.000, STC Miền Tây mua vào 6 triệu 665.000 bán ra 6 triệu 817.000, STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6 triệu 755.000 bán ra 6 triệu 815.000, STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 757.000 bán ra 6 triệu 820.000, STC Quy Nhơn mua vào 6 triệu 755.000 bán ra 6 triệu 817.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua và 6 triệu 753.000 bán ra 6 triệu 817.000, cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số đạp và nữ trang STC khác, thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau.

Vàng 18K mua vào 4 triệu 086,7 nghìn bán ra 4 triệu 286,7 nghìn Vàng 14K mua vào 3 triệu 135,5 nghìn bán ra 3 triệu 335,5 nghìn Vàng 10K mua vào 2 triệu 190,1 nghìn bán ra 2 triệu 390,1 nghìn Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới chúng tôi sẽ thông báo từ quý vị và các bạn hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới